Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, để bế căn bếp nhà mình hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là làm món bò sốt bò kho, sốt bò sốt vang các bạn nhé. Thì bây giờ mình đã có nguyên liệu đó là một gói bò sốt vang này các bạn ơi. Bò sốt vang là những gói tẩm gia vị sẵn rồi đây các bạn nhé. Thì mình lát nữa mình sẽ tiến hành mình làm các bạn nhé. Tiếp theo đó là mình sẽ chuẩn bị thịt bò đây các bạn nhé. Thịt bò mình là thịt bò tươi này. Lát mình sẽ rửa để mình sẽ thái và ướp với lại cái sốt bò kho này nhé. Thì hôm nay là món bò sốt vang này của mình. Thì mình có chuẩn bị thêm một chút là rau củ quả. Đó là củ khoai tây này các bạn ạ. Đây là hành tây nhé. Đây cà rốt này. Và đây là củ cải này. Mình sẽ cho những cái rau củ này vào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là làm món sốt bò kho hay còn gọi là bò sốt vang ngon các bạn nhé. Thì nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm từng cái một nhé. Bây giờ mình sẽ bóc cái củ tỏi tây này nhé.
của món bắp khoai đó. Các ơi, các bạn sẽ cho cái bò này vào cho anh một cơm điện. Để mình xương qua mình sẽ nấu trong cái một cơm điện này của mình nhé. Mình đã cho cái một cơm điện của mình nấu lên nhé. Rồi lát mình sẽ đặt bò nhé. Cho để hầm á, xào quá nữa. Đây các bạn, mình ướp xong rồi mình sẽ đảo như này, xoay qua này để thấy thịt của mình xong lại lấy ra đi. Sắp không nấu thì mình không, còn mình không có nấu sắp thì mình nấu mình là không được. Mình sẽ nhiều hơn các bạn nấu thì mình thấy nó những cái kho mình sẽ phải kho một chút thôi.
khi mà của mình đã căng thẳng thì sẽ cho miếng còn mình cho nước vào để kho bò nhé. Sẽ cho hơn 3 nước vào và mình sẽ đợi đem lại những kho bò nhé. Đây cái phần của quả này thì mình sẽ cho tí bia vào mình ướp nhé, cho nó ngon nhé, nó đậm vị một chút nhé. Sau củ này nên mình có khoai tây này, cà rốt này, củ cải trắng này và cuối cùng là hành tây các bạn nhé. Hành tây cũng làm cho món ăn nó thơm hơn. Còn cái củ kia mình ăn cà rốt nữa. Cà rốt thì những cái cô rau củ quả này là thích hợp để làm một cái bò kho này, rất là ngon các bạn. Thì đây mình đã ướp xong như này rồi. Bây giờ mình sẽ chờ đợi món bò mình sôi. Sôi lên mà nhìn lên mình sẽ cho rau củ vào các bạn nhé. Bây giờ bỏ kho của mình cũng ngồi này ổn một chút rồi các bạn. Giờ mình sẽ cho cái rau củ này vào ấy.
cô lại đi mua thêm cái gì? Nên là mình cho nhiều rau, nên là mình sẽ cho thêm nước vào các bạn nhé. Nhắc máy có cái ý không? Lắp thì mua lắp thì thôi. Thì thôi. Không thì có phải lâu quá thì nhắc máy chả thấy gì cả.
Đây là món bò sốt vang của mình. Sốt cá rất nhiều. Cho bạn bỏ sức vàng vào này, mình đã cắt bớt cái xong của quả ra này, để mình nhân bò cho nó mềm hẳn các bạn nhé. Thế các bạn thấy cái phần rau củ quả này của mình rất là vừa ăn, rất là ngon. Mình sẽ để rau củ quả đấy, khi nào mà cái bò của mình nó chín được rồi thì mình sẽ cho rau củ này vào nhé. Để tránh rau củ mình vỡ quá nó sẽ không ngon nhé.
sơ vang của mình.